Chào các bác nhá. Chào mừng anh em đến với lại kênh YouTube của shop Tân Ánh Ngọc Ánh nhá. Trong chương trình hôm nay xin giới thiệu và tư vấn cho các bác về cái cách mua bộ quần áo bảo hộ bắt ong nhá. Quần áo bảo hộ bắt ong. Một số bác là cũng chưa biết cách mua hàng, một số bác ở trong vùng sâu, ví dụ như là ít tiếp cận với mạng, ít tiếp cận với công nghệ. Thì nói chung là tôi sẽ giới thiệu cho các bác cụ thể nhất về cái cách thức mua hàng của quần áo bắt ong này. Rất là đơn giản. Đây là một bộ quần áo bảo hộ bắt ong rừng, ong bò vẽ, ong đất, đủ các loại ong luôn. Thì để đặt mua được bộ quần áo này thì các bác chỉ cần alo trực tiếp đến các đầu số liên hệ của shop. Trong đó có một số chính, đó là 0916 579 838, 038 330 8479. Sau tôi sẽ gắn một hai số điện thoại trực tiếp lên trên màn hình. Các bác cứ gọi trực tiếp số điện thoại trên màn hình nhé. Hoặc là số điện thoại dưới phần mô tả. Thế còn các bác nào mà biết dùng Zalo, biết dùng Facebook, muốn trao đổi online chat mi shop thì các bác vui lòng bấm vào đường link Facebook, Zalo ở phía bên dưới mô tả nhé. Thế còn anh em khác thì các bác sẽ xem trực tiếp video này để các bác biết được cái cách đặt hàng và cái cách kiểm tra hàng khi các bác nhận được cái bộ quần áo bắt ong này nhé. Thì tiện thả đây tôi vừa tư vấn, vừa giới thiệu cho các bác và vừa quảng cáo bộ quần áo bắt ong này để các bác được thấy được rằng nó như thế nào, chất liệu bằng cái gì, kết cấu may ra làm sao, thì các bác thấy được ok, các bác ưng cái mức, các bác ưng ý, các bác bốc điện thoại lên và alo cho shop là shop Tân Ánh Ngọc Ánh ship ngay và luôn cho tôi một bộ quần áo bắt ong đúng như lời anh quảng cáo và giới thiệu đấy nhá. Thế đầu tiên là cái cách thức mua hàng. Thì đây thì thời buổi hiện đại bây giờ là các bác mua hàng online, có nghĩa là tôi bán hàng trên mạng internet, nhưng mà cơ sở hạ tầng thì nó là cơ sở chính của tôi là shop Tân Ánh Ngọc Ánh tại Tân Yên Bắc Giang, có địa chỉ công khai nha các bác nhé. Các bác mua hàng thì các bác liên hệ trực tiếp với số điện thoại ở trên màn hình, sẽ được nhân viên bên anh em trong tổ tư vấn bán hàng sẽ tư vấn cho các bác nhiệt tình, và các bác đồng ý mua thì sẽ các bác sẽ cho shop xin họ tên này, số điện thoại này, địa chỉ liên hệ. Địa chỉ ở đây đó là địa chỉ từ chỗ nhỏ nhất thôn này, xóm này, hoặc là các bác nào ở thành phố thì là số nhà, tên đường, phường, quận, huyện. Các bác càng cho địa chỉ cụ thể bao nhiêu ấy thì cái hàng nó càng đến tay các bác nhanh bấy nhiêu, nó tránh tình trạng bị thất lạc nhé, tránh bị thất lạc. Các bác nào ở vùng nông thôn thì sẽ cho là từ thôn, xóm, đội, hay là các bác ở trong khu vực miền Nam thì cho là ấp này, tổ dân phố, quận, huyện, tỉnh. Và đặc biệt quan trọng nhất đó là các bác cho số điện thoại để liên lạc, là các bác cho số điện thoại chính các bác dùng thường xuyên liên lạc, thì để khi nào vào tới nơi biểu giá sẽ gọi điện cho các bác để phát hàng tận tay cho các bác nhé, tận tay cho các bác. Còn khi các bác đặt hàng như vậy thì các bác không cần phải đặt cọc trước bất cứ một đồng nào hết, nghĩa là không cần phải đặt cọc. Ship hàng là ship hàng COD, có nghĩa là gửi hàng qua bên bưu điện, bên bưu điện sẽ đem hàng đến tận tay cho các bác, cho các bác bóc ra xem và kiểm tra, cho các bác bóc ra xem và kiểm tra trước khi thanh toán. Và thanh toán là chỉ thanh toán đúng số tiền như là các bác đã thỏa thuận với shop, thì về giá thì cũng không bán luôn cho các bác nắm được. Cái bộ này là cái bộ thế còn để các bác biết được đặt hàng bộ này là các bác đặt bộ nào, thì cái bộ này ấy là bộ quần áo bắt ong bằng da màu rèn ri, quần áo bắt ong cao cấp bằng da màu rèn ri nhé các bác nhé. Các bác lưu ý kỹ, quần áo bắt ong cao cấp này bằng da màu rèn ri. Thế còn nó sẽ có các loại nữa là quần áo bắt ong bằng bạt màu xanh, bằng bạt cói ấy. Thế rồi lại có quần áo bắt ong cao cấp bằng vải bò. Thì các bác phải đặt hàng kỹ, khi các bác xem chi tiết vào cái bộ này các bác thấy ưng ý rồi thì các bác nói cho shop là đặt bộ quần áo bắt ong cao cấp bằng da màu rèn ri. Cái bộ này như các bác thấy này, tôi cũng có mới bỏ ra này, nó có rất nhiều thông số cho các bác lựa chọn từ 40 cho tới 44. Thì khi các bác mua hàng thì các bác vui lòng cho shop xin thông số về chiều cao, về cân nặng của các bác. Tôi ví dụ như là cao 1m65, nặng là 50 cân trở lên cho tới 60 cân thì sẽ lựa chọn cho các bác cái thông số là số 41 đấy. Rồi các bác là to hơn nữa thì lấy số 42, to hơn nữa là số 43. Rồi các bác yên tâm, đối với những các bác nào mà ngoại cỡ to nhất luôn, mình gọi như là to nhất quả đất luôn đấy, cũng có luôn cái số 44 cho các bác, nặng tới một tạ luôn, cũng mặc vừa đấy, đủ các thông số cho các bác. Thì bây giờ đấy là về hình thức đặt hàng, thì các bác sẽ cho họ tên, địa chỉ cụ thể, cho số điện thoại liên lạc, cung cấp cho shop xin số đo cân nặng và chiều cao. Các bác lưu ý kỹ nhé. Thế khi các bác mà gọi điện tới anh em trong tổ tư vấn
bán hàng cho các bác mà quên không hỏi các bác về chiều cao và cân nặng thì các bác nhắc luôn nhé, là tôi cao bao nhiêu, tôi nặng bao nhiêu để anh lấy cho cái bộ hợp lý nhé. Đấy, các bác lưu ý kỹ như vậy, nhiều khi anh em cũng bận tư vấn cho các bác dùng bộ nào, giá bao nhiêu, xin địa chỉ hết rồi mà lại quên ông hỏi về cái chiều cao cân nặng thì các bác cũng nhắc luôn nhé. Đấy. Mà các bác lưu ý kỹ một điểm, đó là các bác chỉ cần xem kỹ video sản phẩm nó có như nào, như tôi giới thiệu, các bác ưng ý quyết định mua hàng thì mua đầu gọi điện thôi, không cần phải đặt cọc trước. Nhưng mà điều quan trọng nhất ấy là các bác xem cho kỹ, các bác mua bộ bằng da màu rèn gì thì nó sẽ như thế này, để tránh cái tình trạng nhầm lẫn là khi các bác cứ bảo là đặt bộ quần áo đông nhưng mà khi gửi về thì các bác lại bảo này không phải như là tôi đặt, thì nó khó khăn trong cái việc đấy. Thì các bác đặt cái bộ này các bác xem kỹ giúp tôi, là tôi giới thiệu đúng như này thì sẽ gửi hàng đúng cho các bác. Chứ một số các bác này muốn mua cái bộ bằng vải bò nhưng mà lại không diễn tả được, là cứ mua cái bộ rèn gì thì dẫn ra là nhiều khi sẽ gửi nhầm. Nên là các bác phải quan sát kỹ giúp tôi, xem kỹ video. Bộ quần áo này cái giá hiện tại nó là 1.200.000, 1.200.000 là bao hết tất cả các chi phí cho các bác rồi, không tốn thêm một cái gì nữa. Thế còn khi các bác mua hàng thì tôi khuyên các bác là cứ alo trực tiếp cho nó dễ, tại vì nhiều khi là giá hàng có thể nó lên nó xuống, nó rẻ đi một chút thì tôi sẽ báo giá trực tiếp cho các bác sau. Nhưng mà cái giá công khai tại thời điểm tôi làm video nó là 1.200.000, tại vì một số các bác cũng có quan điểm rất rõ ràng là không mua hàng ở chợ shop mà không nói giá công khai đấy. Và nhiều khi bác cũng nói cũng rất là vui, các bác bảo là không nói giá thì đéo thèm mua đấy. Nên mà tôi nói thẳng luôn là báo giá công khai cho các bác là 1.200.000, còn đâu các bác alo trực tiếp đi thì sẽ nhận được cái tư vấn của anh em nhé. Thì bây giờ xong qua cái khâu gọi là giới thiệu đặt hàng thì bây giờ đến khâu quảng cáo giới thiệu về sản phẩm để các bác thấy được. Thì bộ này là bộ quần áo bắt ong cao cấp, chất liệu bằng da màu rèn gì thì các bác nhìn thấy rồi. Còn về chất liệu bằng da thì tôi cho các bác xem kỹ và các bác sẽ hình dung ra được. Như lời tư vấn của tôi thì các bác cứ hình dung là chất liệu bằng da giống như là cái da của vỏ yên xe máy ấy, vỏ yên xe máy cao cấp ấy. Đấy nhá. Giống như da của yên xe máy. Và cái lớp này ở trên ấy là có láng một cái lớp cao su chống thấm nước. Đấy nhá, chống thấm nước. Thì các bác thấy da của yên xe máy nó cũng sẽ chống thấm nước cho các bác. Ở phía trong này là cái lớp vải dù nhiễn. Vải dù nhiễn này các bác quan sát này, nó khá là dày. Về độ dai thì nó rất là dai rồi, rất là chắc rồi. Nó có đổ cao su thì nó sẽ có độ co giãn một chút, sẽ hơi giãn một chút, nhưng về độ chắc chắn thì cực kỳ chắc chắn là các bác nhé. Đây, chất liệu bằng da giống như da vỏ yên xe máy là các bác đã hình dung ra rồi. Và thứ hai nữa là kết cấu của nó là sẽ may liền ủng gang tay quần áo mũ liền một khối. Thì các bác quan sát thấy này, mũ này, đây là cái mũ phần đầu trên này may liền với một quần áo này, ủng này, ủng may liền với quần áo này cùng một khối, thành một khối hết nhá. Thế còn cái số bao nhiêu thì nó sẽ thể hiện cái đủ các bác nhá. Ví dụ như tôi đang cầm đây là số 40, thế còn các số thông số khác 41, 42, 43 số bao nhiêu thể hiện trên cái ủng này nhá, thể hiện trên cái ủng các bác nhá. Đây là ủng liền này, găng tay cũng may liền luôn. Đấy, găng tay là găng tay cao su rất là dày, phía bên ngoài này là có cái lớp nhám để cho có ma sát giúp các bác cầm nắm cho nó tốt nhá. Găng tay cao su may liền luôn, may liền với một quần áo này. Đấy. Đây các bác thấy được rồi này, quần áo chất liệu bằng da, kết cấu là may liền để găng tay liền thành một khối nhá, liền một khối. Và cái bộ này bằng da mặc nó kín, nó sẽ không thấm nước này các bác. Thì bây giờ về kết cấu ô thoáng thì rất là nhiều ô thoáng để cho các bác mặc để đảm bảo tính gọi là thoáng mát cho bộ quần áo này. Ô thoáng thì giới thiệu sơ cho các bác, đó là ô thoáng bên đùi gối, mỗi bên có một cái, mỗi bên có một cái nhé, mỗi bên một cái. Tôi giới thiệu từng cái thôi, từng chỗ có thôi, thì còn tôi sẽ giới thiệu kỹ cho các bác một chỗ để các bác nắm được. Hai bên ngực có hai cái như thế này. Đây là cái ô này, ô thoáng phía trước mặt. Lưới này là bằng thép các bác nhé, lưới này bằng thép này, lưới nhiễn có hai lớp, một lớp trong một lớp ngoài, ở giữa là có một cái vòng tròn để cho hai lớp phải cách nhau ra khoảng hơn một phân để nó lọc ong không xuyên được nhé, không xuyên được. Về phần ô thoáng tiếp tục trên đỉnh đầu có hai ô, trên đầu hai ô, ở phía sau gáy này có một ô nhỏ, và cái ô quan trọng nhất, ô to nhất, ô thoáng nhất, ô mát nhất luôn, đó là cái ô phía sau lưng này, ô phía sau lưng này, cái ô phía sau lưng này. Bây giờ tôi sẽ ô này to nó dễ nhìn thì để tôi giới thiệu cho các bác thấy được rằng cái kết cấu may của ô thoáng. Tôi giới thiệu một ô này thì các bác ô khác cũng may tương tự nhé. Đây các bác thấy này, đây là cái này là họ khoét một lỗ ở giữa, các lỗ ở giữa họ đặt lớp lưới vào
Lưới này là lưới bằng nhựa, lưới ngoài là lưới nhuyễn, lưới nhuyễn lưới nhỏ đấy. Đấy, ở trong sẽ cắt một miếng da bằng khoảng ba đầu ngón tay này, ba đầu ngón tay này, họ đặt xung quanh này, họ may ép vào, và cái lưới này nó sẽ, cái lưới da nó sẽ thò ra ngoài này, thò ra ngoài này, may vào được bằng hai đường chỉ, hai đường chỉ các bạn thấy này, hai đường chỉ vuông, đấy, đường may, đường kim, đường mũi chỉ đường kim cũng rất là đẹp đấy, luột là các bác nhé, đẹp chắc chắn lên mặt ngoài. Tôi mở khóa ra cho các bác xem mặt trong, các bác sẽ thấy được ngay. Đấy, cái kết cấu mày nó rất là chắc đấy. Đây. Đây mặt trong đây. Đấy, đây là một ô, những cái ô tương tự họ cũng may giống như vậy. Đấy. Cắt một miếng da theo vòng tròn luôn và áp vào đây. Đây. May hai đường, ba đường chéo được kiểu xoắn ốc bám vào nhau. Đây các bác thấy này, cái lớp lưới này. Đấy, lớp lưới này thò ra tận ngoài này, ngoài này đến trong này thì nó tới tận 3 phân, thì đảm bảo cho các bác không bao giờ bị tụt, nó rất là chắc chắn không bao giờ bị tụt nhé. Nên là cái lớp lưới này nó là cái lưới bồng, cái lưới bồng này thì giống như là cái lưới bọc bọc vỏ yên xe máy ấy, nhưng mà nó lại dày hơn, nó dày hơn thì giúp cho cái nọc ong nó xuyên không qua, không đốt xuyên qua được nha các bác nhé. Đây, đây lưới bám hết ở tận ngoài này rất là chắc chắn. Thế còn về cái đường kéo khóa của cái bộ này thì có một đường duy nhất từ trên mang tay, từ trên mang tay này kéo xuống đến ngang bụng. Đấy, bằng khóa, bằng khóa bằng nhựa trơn, rất là trơn và chắc chắn. Khi các bác kéo xong rồi có thêm một cái đường bảo vệ đai khóa này, bảo vệ đai khóa này, có thể là cái chỗ đai khóa này, cái chỗ vải khóa này nó mỏng, ong nó sẽ đốt tiêm qua xuyên qua được, thì có nguyên một cái đai ngoài để bảo vệ nó, và một đường dán, miếng dán nhám chạy suốt từ trên xuống dưới một đường nguyên luôn. Đấy, các bác quan sát một đường nguyên luôn, chứ không phải là cách chỗ dán một chỗ đâu, cách chỗ dán một chỗ đâu. Khi các bác kéo khóa xong dán vào đây ý, thì đảm bảo các bác là kín tuyệt đối, không một con ong nào có thể chui vào trong người các bác được, là có nghĩa là các bác đã được bảo vệ an toàn gần như là 100%, an toàn gần 100% và cái độ kín đáo. Đấy, các bác thấy không, dán kín hết này thì an toàn luôn. Thì để các bác thấy xem kỹ hơn được về cái đường cái mũi kim đường chỉ mà may lên cái bộ quần áo này, để giới thiệu cho các bác. Đấy. Cái đường này là được may bằng cái chỉ nhỏ như này thôi, chỉ nhỏ thôi các bác, nhưng mà nó là dạng chỉ dù, dạng sợi dù ấy, sợi dù siêu bền ấy. Đấy. Và tất cả các mối nối, các đường may đều là gọi là đường chỉ kép, đường may kép. Đường may kép nên là có hai đường chỉ ấy. Có hai đường chỉ các bác nhé, đường may kép. Đây. Tôi ví dụ cho các bác, ví dụ như là đây này. Ví dụ đây nhá. Đây là cái đường này là đường nối này. Đường này là đường nối phần mũ nhá. Nối phần mũ phần đầu. Đây. Nối phần mũ phần đầu dính với bộ quần áo. Đấy, đây là phía ngoài nhá các bác nhìn này. Thì phía trong, các bác sẽ quan sát bên trong chúng tôi. Đấy, đường chỉ kép ở chỗ nào? Đường chỉ kép ở cái chỗ là hai đường chỉ. Đấy, một đường chỉ này, hai đường chỉ. Có nghĩa đầu tiên là hai cái miếng này gập vào với nhau, may vào nhau trước, may vào nhau trước, may ở cái đường dưới này, may đường dưới này trước này, sau đó này ốp lại, có nghĩa là hai cái này đã gập vào thành rồi này, đã gập thành hai rồi này, xong bắt đầu gập lại, may tiếp lên trên này nữa là cái đường trên này này, đường trên này là sẽ may ba lớp vào với nhau, may ba lớp vào với nhau, còn đường dưới này là may hai lớp vào nhau. Thì cái đường dưới may hai lớp vào nhau đã được nắp ở phía trong này, thì nhìn ngoài các bác không thấy, nhưng nhìn kỹ các bác sẽ thấy. Đấy, cái đường dưới này, đường dưới này là nó may hai lớp vào nhau đấy, nó sẽ nằm ở dưới này, còn đường trên này là may ba lớp vào nhau. Thì có nghĩa là mỗi một cái kết cấu, mỗi một cái liên kết này đều được may đường chỉ kép. Đấy, tương tự như vậy. Đây này, tương tự như vậy giữa phần liên kết ống tay với áo này, hay là hai nửa áo trước nửa áo sau này, đây tôi vạch cho các bác xem này. Các bác thấy không? Nửa áo trước, nửa áo sau, toàn bộ đường may kép hết, rất là chắc chắn, liên kết giữa ống tay với bộ quần áo. Đấy. Thì nói chung là tôi giới thiệu như vậy là đã chi tiết tỉ mỉ từng tí một rồi nhé. Tỉ từng tí một rồi đấy. Các bác quan sát xem mà các bác sẽ thấy rất là rõ ấy. Đấy, các bác mua bộ này là các bác thấy ưng ý thì các bác đặt bốc điện thoại này, các bác gọi các bác mua nhé. Các bác đừng bảo là nhầm hay là không nhầm nữa nhé. Hay là không nói kỹ nhé. Nói rất là kỹ rồi các bác. Muốn mua bộ này nó là bộ quần áo bằng da cao cấp màu rèn gì. Đấy, các bác alo trực tiếp cho tôi. Rồi xin cảm ơn các bác.
cũng nói giới thiệu nó kỹ quá nên là video hơi lâu, các bác chỉ khó xem nhé. Một số lượng hàng thì rất là nhiều, các bác alo lúc nào sẽ có nó đấy, hàng ship đi toàn quốc từ vùng biên giới hải đảo xa xôi cho tới vùng miền núi hay là vùng đồng bằng, vùng thành phố, ở đâu đâu anh em cũng nhận được, tại vì bây giờ cái mạng lưới của cái cô bưu điện ấy vươn rất là xa, vươn tận ngõ ngách, ship về tận đầu giường cho các bác luôn đấy nhá. Ngoài ra quần áo bảo hộ này còn nhiều các phụ kiện khác cho các bác săn ong, điển hình như là ống nhòm này, ống nhòm hay là dụng cụ trèo cây này, để các bác ưng món gì thì các bác cứ liên hệ trực tiếp nhé, shop còn rất nhiều mặt hàng khác phục vụ cho các bác. Thế đây là giới thiệu về cái bộ mà lại quên chưa nói kỹ cho các bác về cái phụ kiện nhé. Về phụ kiện đi theo các bác sẽ có những cái gì thì là khi trong quá trình các bác nhận hàng thì các bác biết cách kiểm tra. Và kết cấu cái bộ thì nó sẽ đựng được trong cái túi đen này rồi, trong túi đen này bao bì này. Thế còn phụ kiện đi theo ấy thì sẽ có một bộ quần áo liền khối như này, như tôi giới thiệu đây, đường may, đường kim, đường chỉ này, rồi ô thoáng này, gì những cái gì bác xem rồi các bác sẽ biết kiểm tra. Còn ngoài ra ấy, thì sẽ có thêm cho các bác đó là một cái đôi găng tay bằng cao su. Đôi găng tay cao su này là giúp các bác bổ sung thêm vào để khi các bác đi khai thác ong đất. Đối với con ong đất thì nó là cực kỳ nguy hiểm rồi, các bác cũng biết rồi, nên bảo hộ hai lớp găng tay. Một cái kính trắng để chống ong đái nhé, chống ong đái. Cái kính này là có dây chun đeo phía sau này. Đây như tôi đeo thử cho các bác xem này. Kính chống ong đái dạng như là kính bơi ấy. Tôi khuyên các bác mà khi bắt ong ong trên cây, ong trèo thì các bác phải nên kỹ là đeo cái kính này vào. Ong đái rất là nguy hiểm nhé. Một cái này gọi là cái khẩu trang. Cái khẩu trang nhưng mà nó lại làm theo kiểu giống như mặt nạ chống độc. Thì các bác cứ quan sát cái mũi nhọn này này là mình quay lên trên. Thế còn cái phần này thì có thể nó bị xoay linh tinh, xoay ngược xoay xuôi, khi các bác dùng thì các bác phải biết xoay cái đai này ra phía ngoài. Tôi sẽ đeo thử cho các bác xem. Khẩu trang theo kiểu mặt nạ chống độc. Khẩu trang theo kiểu mặt nạ chống độc. Tôi đeo luôn cái combo, cái bộ phụ kiện này này, khẩu trang này, kính này. Đấy. Một cái mũ bảo hộ lao động nữa. Đấy, mũ bảo hộ lao động. Nhá. Thế đây là combo cái bộ phụ kiện đi theo để các bác nắm được là nó đi theo những cái gì. Nhá. Đây này, các bác quan sát rất là kỹ nhá, xem video rất là kỹ. Giá 1,2 triệu, tên là bộ quần áo hoạt ong bằng da màu diền di cao cấp nhá. Phụ kiện đi theo là gồm những thứ như thế này. Và chi tiết thì các bác đã xem rồi. Các bác hãy nhanh tay bốc điện thoại lên và alo trực tiếp cho shop Tân Ánh Ngọc Ánh nhá. Rồi, xin cảm ơn các bác. Hẹn gặp lại các bác trong clip sau nhé.